Cause it's a
Thì sau khi được thống nhất của hai gia đình thì hôm nay họ nhà trai thì đem một món lễ của cái gia tiên của tổ tiên này lại thì đem lên nhà gái thì trước hết á thì tôi cũng chân thành cảm ơn của nhà gái đã tạo điều kiện cho nhà trai lo cho cháu là hạnh phúc trăm năm nhà trai, để chúng tôi cho các cháu được hạnh phúc trăm năm. Tôi là anh của bác, tôi là bố, tôi là anh của bố chú Thảo. Cảm ơn mình nhà trai lễ và giới thiệu các thành phần trong họ nhà trai. Thì riêng nhà gái là tôi xin giới thiệu, tôi là bố của cô dâu và đây là mẹ của cô dâu, còn đây là chú dì của cô dâu, kia là chú tím của cô dâu và hai đứa em gái của cô dâu. Về thành phần thì gia đình nhà gái xin thắp nhang tổ tiên cũng như là thắp nhang bàn thờ Phật, xin phép được của nhà trai như bên nhà gái là thắp nhang lên bàn Phật tổ tiên. Thì nên nhà gái tôi đã làm cái thủ tục về, thứ nhất là về chỗ giới thiệu về thành phần gia đình, thứ hai là về cái về cúng bà quan âm bồ tát, thứ ba là cúng tổ tiên thì đã xong, bây giờ đến cái phần bên nhà trai là sẽ giới thiệu cái lễ vật để gia đình coi như hai bên cho cháu thắp hương thờ cụ. Chúng ta vừa lễ thì nhà gái cũng nhận cái lễ cho nhà trai thắp tiên. Thì tiếp theo trình thì chúng tôi muốn gửi gắm bên nhà trai, thì mặc dù xa như có cháu đây thì hôm nay thì là chính thức là tôi gửi cháu rể với gia đình cùng giúp đỡ và cho cháu trong cuộc sống cũng như là hàng ngày, vì cháu trực tiếp với cha mẹ một thời gian sau vào miền Nam làm việc, cho nên là cái quan hệ với gia đình á cũng có nhiều hạn chế để xây dựng gia đình rồi hoàn thành nhiệm vụ mà của cha mẹ đã gửi gắm cho. Xin mời cô dâu chú rể ra luôn, cô dâu ra luôn để thứ nhất là rót ly rượu mời là có người chứng kiến hôm nay là chúng ta thành một gia đình. Thank you.
ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình, ngày mà em theo anh đi hết cuộc đời. Một điều duy nhất em ước nguyện, ta mãi không rời cách xa. Và ngày hôm nay mọi người đang chúc phúc đến hai đứa mình, nụ cười bao ánh mắt chứa bao ân tình. Hãy cầm tay em đi giữa đời, mái ấm trong vòng tay anh. Uống nước nhớ làm con phải còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi mời đây bạn trai cũng như bạn gái là ra ngoài lại phần nhau không thể giới thiệu các bạn mắt. It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do. Do, do, do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Love you.